Con nói một cái trái xoài nó ngon lắm, phải không? Nghĩa là con mua ở ngoài chợ về, con ăn trái xoài nó ngon, con mới thấy trái xoài này ngọt ngon, con mới đem cái hộp xoài này ươm lên thành cái cây. Nhưng mà sau khi cái cây nó ra quả thì ăn nó lại không ngon, có phải không? Cái mùa đầu thì nó ngon rồi, bắt đầu qua cái mùa sau nó không ngon. Ba năm sau, tức là ba mùa được ăn, ba mùa ngon đấy, cái mùa thứ ba đó thì nó không còn ngon nữa, mà nó lại coi như là cái nơi đất của con nó đã ăn hết cái chất ngon của nó rồi, bây giờ nó còn cái chất dở không, cho nên nó ra trái nó dở. Vì vậy mà con biết khi mà cái cây người ta phải bón phân tiêm. Còn nếu cây xoài đó năm nào nó cũng ngon hết, năm nào cũng ra trái ngon hết, tức là cái chất đó nó còn, còn nó bạc cái chất đó rồi, cây xoài nó ăn hết cái chất đó rồi. Cho nên vì vậy mà cái môi trường mà chuyển đổi nhân quả đó là mình phải thay đổi phân cho. Cũng như bây giờ có một cây cam chua, người ta sẽ bón một cái loại phân để cây cam đó nó ra cái trái nó ngọt, như bỏ chất vôi hay chất lân gì cho nhiều đó, thì cái cam nó sẽ ăn cái chất đó, mà cái trái cam thay vì trước kia nó chua, sau này thì nó ngọt. Đó là chuyển đổi nhân quả, không? Còn cái này, cái cây xoài của con trồng, con không có thêm phân tro gì hết, cho nên nó bạc màu cái chất đó rồi, cho nên nó lại không có ngọt. Cũng như ví dụ như cái nhân quả con người, đầu tiên á, sinh ra trong cái gia đình tốt có đạo đức, thì những đứa con đó hồi còn nhỏ thì nó cha mẹ dạy nó có nghe lời, nhưng mà sau khi nó lớn lên rồi nó được ra ngoài đời, nó chung đụng với đời, nó nhiễm ô đời, bây giờ nó hút sách rượu chè nào là đủ cách, nó trộm cắp tiền bạc từ cái gia đình tốt, những đứa con này nó từ cái xấu. Cũng như trái xoài ngon lần lượt nó hết chất màu rồi thì tức là nó vậy, nó luật nhân quả nó vậy, cho nên mình phải bồi dưỡng, mình đừng có bỏ. Ví dụ như con cái của mình sinh ra mình đừng có bỏ bê, mình cho nó đi học rồi mặc nó đến trường nó học kệ nó, mình cứ lo làm ra tiền thôi, thì cái đám con này nó sẽ trở thành như trái xoài chua của con, như trái xoài hôi của con vậy, y vậy. Nhân quả thảo mộc nó giống như là cái nhân quả con người. Cho nên làm cha mẹ đừng vì tiền bạc mà hãy nhìn các đứa con mình, phải chăm sóc nó kỹ, cho nên nó sẽ trở thành những đứa con tốt, của con khéo, nó sẽ trở thành đứa con người. Có gia đình nhiều khi làm cái tiền giàu có mà con hư hết là tại vì không chăm sóc con, đó là những cái quả xấu đó. Đem thầy đem ví dụ vậy để con hiểu. Và một cái điều nữa con hỏi là con gà phải không? Không biết cái nhân nào mà nó sanh ra cái trứng rồi cái trứng nó nở. Không phải con gà nó đẻ, không phải đẻ một trứng mà nó đẻ nhiều trứng, cũng như cái cây nó có nhiều quả vậy đó. Con gà nó cũng vậy, cho nên nó cũng thuộc về loại nãng sanh, sanh ở trong trứng. Cho nên con gà ví dụ đẻ 10 trứng, 20 trứng, hoặc là ít nhất thì cũng 7-8 trứng, do đó cái tương ưng với cái nhân quả của con gà. Cho nên con gà đẻ trứng, bữa nay nó đẻ cái trứng là tương ưng trong cái giờ đó, nó tương ưng cùng lúc cái hành cái nghiệp của nó với một cái từ trường nào đó thì nó sanh ra con gà con này, để trả cái quả mà người ta cắt cổ lại đó, người ta ăn thịt nó đó. Rồi cái ngày hôm sau con gà đẻ cái trứng nữa thì lúc bây giờ nó phải tương ưng với cái từ trường ác của một người nào mà từng ăn gà. Nó tương ưng với cái từ ác nó sẽ sanh thêm một cái trứng gà nữa, và cứ như vậy cho đến khi con gà nó không còn đẻ nữa, nghĩa là được 10 trứng, 12 trứng không, hoặc là 20 trứng. Thường thường là con gà nó đẻ 10 trứng thôi, 12, 13 trứng thôi, rồi bắt đầu nó ấp, nó làm cho cái nhiệt độ của cái trứng gà đó nó đến cái lúc nó nở ra thành đứa con, thành con gà. Đó là cách thức như vậy. Cho nên con nói cái nhân nào mà nó sanh con gà, thì cái nhân mà cái người ta ăn thịt con gà thì nó phải sanh con gà chứ sao, mà mình giết con gà mà ăn thịt thì nó sanh con gà chứ không có gì, thì nó tương ưng với con gà nó mới sanh ra được cái hành động mà giết con gà đó, nó phải tương ưng với con gà để mà sanh ra cái hành động của một cái người của mình, nó tương ưng với con gà nó mới sanh ra được cái trứng gà, cái trứng gà nó nở nó mới thành con gà. Đó là cái nhân quả nó có cái sự tương ưng với nhau, chứ còn không khéo nó không tương ưng. Thầy ăn thịt heo mà thầy cái hành động thịt heo của thầy mà để thành con gà thì không được, con hiểu không? Nó phải là ăn con gà nó mới thành con gà,
Cho nên cái nhu cầu hồi nãy nó nhu cầu nó càng nhiều thì người ta ăn thịt gà càng nhiều thì gà nó phải sinh ra càng nhiều. Nó bởi vì cái nhu cầu của nó, cái ác pháp nó càng nhiều thì nó phải sinh ra càng nhiều. Chứ nó đâu có gì khác hơn hết. Do cái chỗ mà hiểu biết nhân quả, chúng ta biết rằng chúng ta sát hại chúng sanh làm điều ác nhiều thì nó lại sinh ra cái sự đau khổ nhiều chuyện này. Còn về vấn đề hồi nãy cô Diệu Dân hỏi thầy về bò, trước cái cảnh mà thấy người ta dắt sữa bò nó bằng máy móc mà, chứ nó đâu bằng con người, cho nên máy móc nó dắt như vậy là con bò rất đau khổ trước cái cảnh đó. Vì vậy mà chúng ta thấy sữa là một cái chất không có giết hại chúng sanh, chúng ta uống nó bổ. Nhưng mà trước cái tình trạng mà thấy con bò nó đau khổ ghê gớm, nó mới dắt được sữa, nó mới làm ra. Bởi vì sữa nó sản xuất bằng nhà máy, nó sản xuất thì nó phải nuôi, nó phải lấy sữa bằng như vậy, nó mới có đủ sức để cung cấp cái nhu cầu mà bây giờ con người cần sữa, cho sữa là chất bổ. Nhưng mà không ngờ trước khi mà lấy được sữa, con bò mẹ, con bò cái nó rất là đau khổ, gần như nó muốn chết nữa chứ đừng nói chuyện. Bởi vì cái máy mà lùa vào thì cái máy nó đưa cái máy nó dắt sữa, thành ra con bò đau đớn vô cùng. Là do đó khi mà chúng ta hiểu vậy thì chúng ta là những người tu, chúng ta cũng không cần uống sữa, thấy cái sự đau khổ của một con vật khác. Mà bây giờ chúng ta uống sữa thì chúng ta thấy bổ gì chúng ta cũng không ăn. Ngày xưa ông bà chúng ta có sữa làm sữa đâu, họ có biết uống sữa đâu, họ cũng chỉ biết ăn cơm gạo mà họ sống thôi, họ ăn những cái trái cây họ sống thôi, họ cũng vẫn sống như thường, có gì đâu mà cần phải đòi hỏi sữa. Mà cho nên vì vậy mà về cái nhu cầu mà thầy thì cũng chưa trực tiếp thấy cái vấn đề đó, mà cô Dân cô đã trực tiếp cô thấy được, thì chắc chắn là khi mà nghe nói như vậy thì mình cũng thấy sự đau khổ, chắc mình cũng không có, mình không có, cũng không ham uống sữa đâu. Bởi vì cái lầm từ của một cái người tu theo đạo Phật, cái lầm từ trước khi thấy sự đau khổ của một con vật khác, của một con người khác, thì chúng ta nhất định là không thể mà nếu không thể ăn uống cái vấn đề đó nữa. Vì chúng ta không ăn uống thì cái nhu cầu nó lại ít đi, mọi người đều tu hết thì chắc chắn là bò người ta không lấy sữa nữa, không ai thèm cung cấp sữa làm sữa, bởi vì có ai uống đâu, thành ra nó dẹp tiệm nó luôn. Nên vì vậy mà trại bò sữa nó cũng dẹp. Còn bây giờ chúng ta có một hai người tu, còn bao nhiêu người cần sữa, cho nên vì vậy mà nó phải những xưởng sữa nó phải mở cửa, nó làm nhiều hơn, nhà máy sữa nó lại sản xuất hơn. Đối với chúng ta thì khi không hiểu thôi, mà khi hiểu thì nhất định chúng ta không uống sữa, đó là cái đúng. Có chết gì đâu, thầy nói đâu có chết, ăn cơm nhiều là tốt hơn. Do như vậy thì chúng ta biết được, chúng ta phải cố gắng khắc phục mình. Mấy con đừng thấy nói nghe sữa bổ mà chúng ta, bởi vì thầy nói sữa cũng từ cỏ chứ con ra gì bổ gì đâu, thì con bò ăn cỏ nó mới ra sữa chứ không lẽ nó ăn gì mà thành sữa.